Xin chào tất cả mọi người. Hôm nay thì mình xin giới thiệu với tất cả mọi người cái cách cắm loa 2.0 sử dụng cho PC, điện thoại cũng như là laptop. Mình làm cái video này bởi lẽ là rất nhiều anh em hỏi mình ở trên fanpage của M8 Computer đó là cái dòng loa 2.0 này sử dụng như thế nào, dùng cho những thiết bị gì thì hôm nay thì mình làm cái video này để giải thích rõ đối với anh em. Đó là cái dòng loa 2.0 ở đây trước mắt thì mình nói tại sao gọi nó là 2.0 Là nó có hai loa con bởi vì một số anh em vẫn chưa biết à, Loa 2.0 là dòng chỉ có hai loa con và không có loa bát à, Âm bát được tích hợp ở trong loa, âm bát không lớn lắm đâu Dòng loa 2.0 này chỉ chủ yếu là dùng cho laptop à, những dòng nhỏ gọn à, Âm thanh thay thế cho cái loa laptop nó rất bị rè và nhỏ mà thôi Chứ nó không phải là những cái dòng loa mà à, có thể cắm vào được cục bát anh em nhé Không cắm vào được cục bát và mình nghĩ là nó cũng không nên dùng cho tivi bởi vì âm lượng của nó to hơn laptop nhưng mà không to hơn tivi đâu Thế nên là anh em đừng mua cái loại loa 2.0 này cho tivi làm gì à, Tiếp theo thì cái dòng loa này nó sử dụng hai đầu rất cắm một đầu là đầu 3.5 để lấy tín hiệu và một cổng là cổng USB để cấp điện Khi anh em dùng thì phải cắm đồng thời cả hai cổng này để nó có thể nhận điện và nhận tín hiệu anh em thường mua về và hay nhầm lẫn cái việc là chỉ cắm cái cổng jack uh, 3.5 này và không dùng cổng USB. Uh, như vậy thì nó sẽ chỉ có tín hiệu từ điện thoại hoặc là máy tính chứ không có tín hiệu uh, chứ không có điện để mà cấp cho loa. Đó, đó là anh em lưu ý là phải cắm cả hai jack này. Uh, đối với laptop hoặc là PC thì rất là đơn giản rồi, đầu cổng USB này thì anh em cắm vào cổng USB của laptop hoặc PC, còn jack 3.5 này cắm vào cổng uh, của loa của tai nghe trên PC hoặc là laptop cái này thì ai cũng biết cắm rất là đơn giản nhớ là phải cắm cả hai jack này anh em nhé à, còn với điện thoại điện thoại thì sao điện thoại thì uh, nó sẽ cắm điện uh, cắm jack 3.5 vào điện thoại để lấy tín hiệu còn cái jack 3 chấm còn cái jack usb này thì uh, anh em dùng như thế nào để lấy điện cho nó một là anh em có thể cắm một củ sạc điện thoại củ sạc điện thoại có cái cổng uh, usb để anh em cắm vào cắm vào đây và cắm vào điện thoại. Đó, như thế này. Tất nhiên là cái củ này anh em cần phải cắm vào ổ điện để có cấp điện cho loa, sau đó thì cắm đầu jack 3.5 vào điện thoại. Như vậy thì nó có thể loa có thể phát ra âm thanh. Còn nếu như cắm trực tiếp vào điện thoại mà không cắm cái jack này thì nó sẽ không có điện cấp cho loa. Đó. Đó là cách sử dụng cho điện thoại là cách thứ nhất. Cách thứ hai là anh em có một cục sạc dự phòng cục sạc dự phòng thì nó cũng cấp nguồn điện sạc 5V nó cũng như cái đầu của cái ổ cắm cho sạc điện thoại này thôi đó anh em có thể cắm vào cục sạc dự phòng cắm vào cục sạc dự phòng để cấp điện cho loa trường hợp này là để cho anh em mang loa đi du lịch hoặc đi đâu đó mà không có ổ điện ví dụ ở ngoài trời mà không có ổ điện chẳng hạn thì anh em hãy cắm cái jack USB này và cục sạc dự phòng để cấp điện cho loa còn jack 3.5 anh em cấp anh em cắm vào điện thoại như vậy là loa sẽ nhận đủ cả tín hiệu và nguồn điện trường hợp mà cấp cả nguồn điện và tín hiệu như thế thì dùng rất là đơn giản thôi ai cũng có thể dùng được sau đó anh em có thể mở điện thoại YouTube các thứ để nghe nhạc còn trường hợp dùng cho PC và laptop thì đơn giản rồi mình sẽ không hướng dẫn anh em nữa Nhân đây thì giới thiệu với anh em một số cái dòng loa loi phân 2.0 ở bên shop thì nghe chất lượng âm thanh cũng khá là hay à, Đặc biệt là dòng loa M30 à, Vỏ thì vân gỗ Kích thước của nó rất là nhỏ gọn anh em nhé Kích thước nó chỉ là à, Trên này chỉ là 10 x 10 Cao là 15cm Âm bát của nó thì không quá là hay bởi vì là nó là không có cục bát Tuy nhiên là với cái mức tiền rẻ dưới 200.000 thì mình nghĩ nó là hoàn toàn chấp nhận được Anh em có thể qua shop nghe thử thoải mái Đây là nút điều chỉnh âm lượng, nút điều chỉnh âm lượng uh, riêng biệt với loa Loa thì thiết kế cũng khá là đẹp Ngoài ra còn dòng loa phân thì có một số mã 2.0 nữa như là mã M22H1009, 802, 806, 807, 809 các dòng này thì tất cả đều có giá thành dưới 200.000, giá rất là rẻ Chất lượng âm thanh thì ở mức chấp nhận được, ổn Đối với sinh viên, để thay thế cho loa laptop thì khá là ok Anh em có thể tham khảo giá mẫu mã ở trên website m8computer.com Hoặc là trên fanpage của m8computer Rất cảm ơn anh em đã theo dõi video